Bác Phương Nam xin chào cô chú anh chị các bạn. Hôm nay mình với Cảnh đi thả câu. Đi thả câu mồi chú siêu. Cũng lâu lắm rồi anh em mình không đi thả, giờ mình đi xuống sông Cái Bé mình thả thôi. Giờ Cảnh đang lấy cái chì. Thì giờ nó thả hai anh em mình thả, sáng đi cuốn thì mình đi với anh Tám nữa. Bởi vì cái xuồng nhỏ đi nhiều quá nó khẩm. Rồi Cảnh đang lấy trái chì xuống. Trái chì này để mình dằn đừng cho giềng câu nổi lên nha, cho xa dằn cục. Hôm nay đi với Cảnh. Chào các bạn nha. Dằn chì xuống nha. Rồi giờ bắt đầu anh em mình xuất phát xuống sông Cái Bé. Rồi tới chỗ nào đó mà mình sẽ quay cho nhà xem. Thả câu mà ngồi chú xin. Chào cả nhà nha. Giờ này anh em mình cũng tới chỗ ở đây sông Cái Bé, huyện Long Điền, tỉnh Kiên Giang, nằm về xã Cây Dừa. Trời cũng đang nắng, thả nước ngược luôn. Thì cũng rất là khó thả. Trong đây bà con đặt chuột luôn. Rất là chuột. Ở đây anh em mình thả 200 lưỡi. Xuống tới đây nước thấy cũng còn phèn quá phía sau nữa. Ở bên trong lục bình rất là nhiều luôn. Rồi anh em thả từ đó. Lục bình rất là nhiều đó nha. Đây cách chợ vừa khoảng 200 m. Bây giờ mình phụ tiếp Cảnh thả cho nó dễ, để anh Cảnh vừa bơi vừa thả rất là nhanh, nước chảy rất là mạnh đấy nha. Rồi cũng hẹn gặp lại sáng mai mình đi cầm câu, mình sẽ quay nhà xem thả câu xong Cái Bé ngồi chú xin. Gối Cảnh ơi, Cảnh ơi, nó dễ bị gối. Sáng giờ anh em mình đi cuốn câu, nay đi Cảnh đi với anh Tám. Chào các bạn, chào các bạn. Thời tiết hiện tại lạnh đó nha, người nào nấy mặc áo ấm không. Xuống dưới có dính cá nhiều mà dính cá vô gà không biết sao lặn đây. Rồi giờ anh em mình đi, giờ cũng 6 giờ. Giờ xuất phát luôn nha. Tuy đây ở dưới khoảng 35-40 phút nha. Tới xã Cây Dừa.
Sáng giật máy hết lạnh luôn Tám ơi. Sáng này giờ này anh em mình ghé xuống chợ mua gian rồi chị. Rồi giờ anh em mình cũng tới chỗ luôn rồi. Rồi xong cái bé huyện Hồng Viên tỉnh Kiên Giang. Giờ này cũng 6 giờ mấy rồi, trời lên đó nha. Tới hơi trễ. Rồi rất lạnh quá anh em mình không đi sớm. Sáng gì mà đi còn mặc áo ấm nữa. Đây mình dần về xã Cây Dừa. Bắp cải Đà Lạt đây cô bác ơi, bắp cải Đà Lạt, mấy gỡ hồ lô, mấy gỡ dàm răng. Rồi dính nè. Dính cục chì. Ở đây không gài xà lúa đâu, lâu chứ chú. Mới xả chưa? Không gà mới xả lúa hả? Dậm rồi. Dậm rồi hả? Dạ. Con cũng mới cuốn à. Mới dính nào chưa? Dạ chưa, mới cuốn mấy lữ đó. Cuốn gì góp cảnh đó. Rồi, anh Tám Tàng anh ra tay à. Bây giờ anh Tám loại dính được chú cá rồi, có 300 gram hơn đó. Ừ. Có 300 gram mà chết rồi, sống mình thả rồi. Nếu có cái cá nhỏ nè mình dắt bắt về thả mưa luôn nha. Giờ có cái ao thả cá không gài nhiều rồi. Im ơi, cái này im ơi. Mồi thấy hấp mồi nhiều nhiều nữa. Bây giờ hấp mồi chưa? Sữa cảnh này. Đúng rồi. Sữa. Nắng này nè. Nắng là không dính đâu. Nhờ câu hổ phiều rồi sao. Đây sáng cũng đang hút làm lậu nha. Lại lúc tới xả cái dừa hôm qua mình đi thấy rồi ngon rồi ngon rồi cả. Chín cái gạo rồi nha, có cá không đây? Chắc chín gạo có cá mà. Ấm à. Anh Tám xuống hả? Rồi, anh Tám lấy quần dài ra xuống rồi. Rồi xuống luôn. Tới bến lên kèo luôn trời. Rồi khẩu trang ướt nhẹ luôn.
Cái cây này rất là bự nha nha, chắc này sâu lắm. Trời, dính rồi. Cá bự không? Nhỏ, bị một ký. Bệnh luôn rồi. Vô vào cạnh. Quá trời quá. Dao nãy mới mua 10 ngàn và khai trương luôn ha. Wow. Trên ký rồi đó rồi. Cắt con đó luôn chứ cắt sao vậy, quá quá vậy. Cảm ơn. Mới cắt ngang luôn đi. Được 2 ký rồi. Chú hai 200 gram. Có chết không nha. Rồi cảm giác xuống sông lên sao anh Tám? Khỏe. Khỏe không? Dữ lắm, mát luôn. Mát mà run vậy. Ở đây bình rất là tốt nha. Áo thêm một lần nữa nha. Có lý rồi, kìa, dính cái giống luôn rồi. Nó lấy hai dính hai ba cây chứ không phải dính một cây á. Dính cá không không biết nè. Dính cây chắc rồi đó. Ồ, được trong luôn. Rồi. Lớn sầu. Không tới luôn hả? Ừ. Này, anh vô cây gạo giống lặn xuống như thế đó. Này sâu lắm nha. Để phụ tiếp anh Tám bắt con cá này, không được thì cắt dây luôn. Rồi rút dây được anh Tám ơi. Rồi. Tám tới luôn. Cá đâu? Trời ơi có dính đâu. Nè. Ồ, quá. Quá cao bự nha ơi. Quá thằng cá rồi, hết biết luôn rồi. Ôi ôi ôi. Quá thằng cá luôn. Quá thằng cá luôn nha ơi. Cá này giống có 5 kg anh Tám. Có hết trên nữa. Nặng lắm. Rồi để xuống cái này. Chắc là xử lý cái bụng nó đi. Lúc lúc thôi chứ. Thôi không nào. Chính cắt dùm bỏ rồi đó. Chắc xử lý cái bụng quá. Ừ. Quá. Ôi mà mình cá quá to. Cá luôn nha ơi. Mới lên một xuống nè, giờ có con cá nè. Lúc bên xuống lưng luôn. Bơi mũi vô bờ cái. Đứt ra ngoài lên. Ồ lên nè. Rồi luôn. Quá đọc quá đọc. Rồi hai chú này bằng nhau luôn nè. Hồi nãy nó mới lên chú nè, nhạt quá mình không có quay được. Rồi. Kéo phải cái tay đi. Ngọt. Chú này cũng có phía ngoài. Bành cái miệng cho. Chiếc nửa dục. Phải dùng dùng dây là dục luôn. Wow. Cá này to. Mập, mập luôn. Cái hàng họ đi rồi luôn. Dễ vậy. Rồi, hả? Cái sống. Để em bắt oxy vô cho nó mạnh nha. Có rồi, nó là nó chìm rồi, bây giờ nó chìm rồi. Coi lên lên nó còn không Tám? Dính cục quần này không là hai con.
mà nãy nhạc lớn quá. Đóng gáo tiếp tục cái nhà, không biết có dính không đây, hay có lôi vô đây nè. Sao anh Tám? Chưa đục. Ở trong có cây nữa. Chính không anh Tám? Dính. Có dính nè. Cắt cũng to to ạ. Cũng cả ký. Wow. Ký có à. Bây giờ mấy cái khác kia mình mổ bụng mình để vô sạc đó. Để ngoài nó hư. Chị dĩ cánh. Ngồi chơi mà vụt nuôi dừa luôn rồi. Cá này nón quá hả anh? Giống cảnh quá. Nó nó đó. Con nói gì? Con độc. Rồi vừa một chú nữa nha, một chú cá chết nữa. Cá này cá ký à. Ký trên ký luôn. Rồi dưới góc nè. Dưới góc phải dính gạo đây. Gạo rồi. Phần quá, phải lặn nữa. Rồi dính gạo nữa. Có cây rồi chứ. Có quá. Rồi chắc ăn lặn luôn đó mà. Chỗ này cạn phải không? Trong chỗ này nó mới lặn rồi cạn cạn phải không? Không phải lặn đó. Cây mà. Mình là cây cây lặn cây luôn đó. Hơn chứ ta. Gáo nữa. Một lần một chú nè. Lần này nữa thôi, mình chỉ biết nhau rồi. Có cây nữa rồi. Cây là có hàng nữa rồi. Qua đại sản nó ngược dây câu nó dùng lắm. Có dính cá là nó quấn rất là nhiều. Chắc không dính rồi. Dính. Còn sống luôn rồi. Dạ, không được khách. Để lên cho nó sống đi về cái gì nhỏ quá. Không đụng. Nuốt lưỡi luôn anh. Nhỏ quá. Rồi, nuốt lưỡi. Cắt sát trên đi. Wow, một chút cá chết, cái xác bên anh Tám mới nặng nặng. À, cá chết này mình lên mình rửa sạch ra, rồi mình mổ bụng mình rửa mang sạch ra là cá dùng rất tươi ngon đó nha. Sạch trắng tẻo như gì nè, nó mới đẹp trai. Thứ hai ăn toàn cá chết, được hai chú sống không biết, còn được chú sống nào không đây? Đó. Rồi tiếp tục luôn, anh em mình còn cách giật lưỡi hết nha. Đây tới nhà từ mình chuyên hết. Hôm qua anh em mình thả nó ngược nên nhìn câu nó dùng lắm, rồi nó lâu vô cây ngược. Có dính là lâu cây.
cho quá trình luôn. Thì nó chết luôn. Chết chứ rửa trắng là đẹp trai rồi. Còn nhớ kìa. Ồ, thấy đẹp trai. Chứ mà chú có chết nữa. Nó chết hơi lâu rồi, nó trắng rồi. Mấy con mới chết thì nó màu xanh nữa nha. Nhìn thấy dễ biết. Kiếm một dây lôi xong đi rồi có gì hơi vô tới bờ chứ rồi cút công luôn nha. Nhất anh tám giật lên đó, anh giật giật lên đó, nhất cút công rồi. Cái này lội vô đi. Tưởng đâu qua không lặn, giờ cũng lặn nữa ha. Lần này nó nghỉ chưa tao? Lần này thôi. Lần này thôi. Lần hơi vô một cái 6 kg nữa. Tắm rửa xong rồi. Qua từ từ đi. Rồi giá chưa? Giá bơi ca nhẹ chưa? Tắm bơi lên cái. Rồi ra tới đây luôn anh Tắm. Rồi dính con cá luôn. Lên cá luôn. Pha lại anh Tắm ơi. Ờ, cá có ba lạng mà lôi tới giỏng rồi đó. Bự lắm mà. Bự không đánh. Lôi ấy mà chơi. Rồi, giờ hết lạnh rồi ha. Hết. Rồi tới đám lục bình này cũng hết câu của anh em mình luôn rồi. Qua anh bộ kia đám lục bình này. Lôi giật giật đó anh ta. Bình đó. Thế là hết câu mình. Đây cũng có cắt một bình. Giờ là hết dính này tao ơi. Kết quả đã sống mình được 2 cuốn rồi nha. Mình phải chết thì nhiều con nhưng mà về mình có coi kết quả sau. Bình dầu hơi khô ký được nhiêu cô? Dạ 10.000 hả? Xuống giá dữ à? Cái dầu con cho cô con nè. Rồi giúp anh ta nè. Hết câu cái này mình. Cô bơi ở máy xếp đây con gửi cô con cái dồ dùng rồi cô. Có cảnh đậu đó kinh. Chưa cảnh kìa. Này cuốn trẻ cá chết mà. Rồi cô dùng lấy thảo nha.
Rồi về anh Tám ơi, về tới nhà giờ được có hai chú cá sống nè. Con nha bộ. Ở đây là cá để con sạp nè, nãy nó bụng ra để con sạp. Nhưng để tới nhà thì nó phải bị hư. Rồi. Tươi xanh luôn. Quá khủng người ta này. Cá bự trước. Cá nhỏ bắt sao hả? Cá bự nhất luôn hả vậy? Đây cá nhỏ nhất. Rồi. Cá kia nó bự kìa. Con cá bự nữa. Wow. Đây cá bự nhất luôn. Để con cá một thao luôn. Đây cá bự nhất của anh Tám nè. Con nó dính đầu tiên luôn đó. Cái này là đồ quý. Không có nước tắt em mà. Thì anh em mình chiên lên tăng thử được 1 kg. Thử được 1 kg. 16 kg mấy. Tao chắc nửa ký. Đây là cá cha của anh em mình nhân câu về được. Cũng lâu lắm mới nhân câu đó nha. Bữa nay chúng được chú cá đo cũng được 10 mấy ký. Bữa đầu tiên đi nhân gì là cũng ngon à. Cũng rất là ngon à. Đây là mình nấu lẩu mẻ. Lẩu mẻ gồm có cơm mẻ, chè khóm. Đây có khóm nè, cà chua, rồi sả, rồi ngò, rồi cơm. Có bột nghệ, muối, muối, hạt nêm, đường, nước ngọt. Rồi bắt đầu mình nấu. Rồi tỏi miếng vàng mình bỏ sả vô. Sau mình nêm hạt nêm, đường, ngọt, muối, bỏ một ngày luôn. Nồi lẩu mẻ mình đã hoàn tất nữa nha. Giờ chỉ đợi sôi lên đem ra là dùng được rồi. Rồi lẩu mẻ cá cha nấu xong rồi. Giờ đem ra anh em mình dùng. Đây là cá cha nữa nè. Mình thái ra. Đây là nồi lẩu mẻ. Còn đây là bạc hà, muôn sư đũa, khóm, với cà chua. Rồi mời cả nhà dùng với anh em mình. Rồi mời cả nhà dùng với anh em mình. Chào các bạn nha, rất cảm ơn. Rồi, quá ngon nè mày. Thả đầu vô không? Thả đầu vô đi. Thả gà vô luôn. Thả một chút đi.
Cái đầu nó bự quá, nó cầm hai tay đánh thôi. Ba đã bóc luôn đi. Con đó là đầu tiên 8 lặng á. Quá ngon rồi, cái này lẩu mẻ như là cơm mẻ vậy nha. Nó quanh chua cơm mẻ nhưng mà mình làm nó khác hơn chút là nhúng. Này ôi, quá bự. Cho anh hai đậu được rồi, có ăn cái đầu đó chẻ em hai được rồi. Cái này ử luôn rồi. Rồi với trong cái lá qua chờ nó chín rồi anh Tám ơi. À, chín chút. Cá chín rồi mà cái nhà dùng với anh em mình. Bữa nay chúng cũng mời anh em lại dùng. Mời các bạn. Ngon các bạn ơi, các bạn ăn nha. Bắt khai với ông đùa chua đũa. Chua ăn cá. Quá ngon luôn. Hồi ăn nín luôn à. Quá đã. Các bạn ăn cá nha. Quá ngon. Rồi thưởng thức cá được rồi này. Anh hai thưởng thức cá được rồi. Có ngon không? Cá chà xong nữa. À, thật nè, thật nè. Cá chà xong. Vô coi nè. Vô. Hai bạn đây các bạn. Quá ngon rồi. À, cũng quá ngon luôn. Cá tra dưới sông này mình bắt khoảng 2 kg là nó ngon rồi anh hai. Thịt nó dai rồi. Cái tự nhiên ngon. Ngon cá nuôi hả? Cũng có người nói là cá dưới sông thì nó mềm hơn. Nói chung là nó mềm hơn cá trong hầm. Người thì thích ăn cá hầm, người thích ăn cá sông. Nhưng mà thấy cá sông là thịt ăn rất là thơm. Nó béo nữa. À, này ăn tới luôn nè. Quá giòn. Quá đã luôn. Ồ, quốc ức tới tay luôn rồi. Cái dầu đó. Quá, thịt này vàng nín luôn. Có bớt ca nhỏ lên không? Nóng quá kìa. Bớt lửa được rồi. Chín luôn anh hai, được phần đuôi chín luôn. Chín rồi. Chín hết rồi đó. Cá. Cá không thơm. Vô. Vô. Ngon quá rồi, vô cái này này. Vô. Cá vô quá. Cảnh bữa nay thoát khỏi cái lặng ha. Ừ. Bác à, nhờ anh Tám Tàng anh nặng không à. Cái này anh chung rồi cho anh nật cánh với anh cho không đòi nặng nha. Có cái anh Tám lặng cho hai Tám. Mà lặng lên môi gì giật mỏ nó giật giật thôi mà nó không lạnh. Nhiều mốt mà đi với anh Tám này gì mà. Hơi thằng phúc không? Hả?
chắc không tới rồi anh hai, cái khoảng ba hoặc 40 giây à. Thấy chưa, tôi giỏi trà giỏi mới lặn đường một phút. Em muốn lặn đường hai băng mà giỏi lên cá trà vá luôn à, thấy quá trà đã luôn à. Mà em muốn lâu lắm nè, chắc đó nghề của người ta anh hai. Nghề giỏi trà mà, nghề giỏi trà nó lặn nó hơi dài. Bỏ này vô, bỏ này vô, bỏ đi đâu, bỏ đi, bỏ xương, bỏ. Hà này ngon quá nè, bóc luôn, không cứ đổ luôn. Ngon quá, ngon à. Đũa nè, nhúng vô là chảo cho lại là thấy làm được rồi đó. Nào, méo rồi nè. Ngon các bạn ơi. Các bạn ăn nha. Bóc chú đũa rất là nhanh ăn, nhúng vô là dùng được rồi. Làm hết đầu luôn ha. Em tiếp, em tiếp chứ. Trời thấy không? Quá trời luôn. Bỏ cái này lên không được đâu. Quá luôn. Rồi đầy chén rồi. Giúp cho biết cảm ơn. Là quốc phải vô ai trước khi ăn phải vô một ly đi. Ta cho anh ăn miếng chứ. Không mới gấp vô mà. Cái ăn mới sướng. Vô vô cái ăn quốc cầu ra. Vô, mời các bạn ly nha. Rồi thử cái đầu cá cha bự thưa ngon này. Quá dài ha. Dài đã, không biết. Má nè. À, cái má nó rất là dài. Quá im. Ngày ra ăn tự giảm góc. Chị làm thêm góc nữa đi. Đi nha hả? Làm đầu nó phải làm chọc mới được. Về luôn. Rồi anh em mình dùng ly này nữa cũng xin kết thúc video ở đây. Vô. Vô. Mừng thành quả anh em mình hôm nay săn bắt được. Rồi video của mình tới đây cũng xin kết thúc. Hẹn gặp nhà những video sau. Cảm ơn cả nhà đã xem video của anh em mình. Chào cả nhà.